chưa hiện, chưa có ai xem, chưa có ai xem cả. Thế như nào Tuyệt chứ? vời, Tại sao như thế nhỉ? phải từ từ. Đã có người xem rồi nè. Có người xem rồi kìa, hai ba vào thôi. Hai và xin Xin chào. chào. Xin chào tất cả các bạn khán giả của dự báo thời tiết VTV. Hôm nay thì Xuân Anh và Bạch Duyên. đã quay trở lại bản tin livestream đây. Và ngày hôm nay thì sẽ là một cái số mà các bạn có thể thấy rằng là chúng mình giao diện nó có hơi phần hơi dở tí nha. Thực ra chúng mình hôm nay thì muốn chia sẻ với những nàng dâu của gia đình, của các gia đình, bởi Sắp vì là đến sắp Tết rồi. Tết rồi. Thì các nàng dâu trong các gia đình thì sẽ là những cái người mà khá là vất vả nhỉ, bởi vì là họ sẽ phải sắm sửa rất là nhiều thứ, lo cho gia đình rồi dọn dẹp rồi còn đủ những cái công việc khó mà có thể kể hết được, đúng không ạ? Đúng ạ, đúng ạ. Với cả hôm nay có một cái điều đặc biệt nữa là chúng mình thì là livestream ở trên Cả hai nền tảng là cả trên Facebook và cả trên TikTok nữa, và hy vọng rằng là các bạn sẽ vào tương tác thật là nhiều để chúng mình giúp chúng mình có động lực duy trì kênh livestream và lên livestream hàng tuần hàng ngày nhá. Xin chào bạn Dương TikTok. Bùi, Cương Hà, thả tim nhiều Dương quá, Bùi. xin chào. Ở đây ở trên TikTok thì xin chào Nhật Siêm, Hoàng Hoàng Lê Lê. này, xin chào các bạn. Nguyễn Sơn Tùng, lúc nãy xem Việt Nam hôm nay được xem Xuân Anh dự báo cho riêng Hải Phòng quê hương em, không chỉ riêng em đâu em ơi. Tada. Hải Phòng Quê hương Hải Phòng à? Hải Phòng là biển số là 15-16. đó. Các bạn thân mến, có lẽ rằng là chúng ta vừa 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 mới qua những cái ngày rất là khó chịu về thời tiết đúng không? Thì tuy nhiên ở miền Bắc thì ngày hôm nay nắng ấm, thời tiết rất là thích, và nhiều người thì rất là thắc mắc rằng là liệu cái thời tiết này nó có kéo dài được lâu hay không ấy. Thì cũng phải chia sẻ luôn đó là thời tiết nắng ấm ở miền Bắc thì khả năng sẽ trong 2 ngày tới thôi, đó là thứ sáu và thứ bảy. Thì Mọi người hãy tranh thủ cái thời đúng tiết rồi, nắng ấm bên này để giặt tranh thủ giũ đi. hay tắm gội. Giặt Tắm giũ, giặt tắm gội, giặt giũ và tắm gội. Bởi vì sao? Bởi vì là sang tuần thì khả năng sẽ có không khí lạnh mạnh về và nó sẽ lại làm thay đổi thời tiết đấy. Còn ngay trong ngày mai, ngày kia thì nhiệt độ, ví dụ như là tại thủ đô Hà Nội nhá, thì nhiệt độ là 25 đến 27 độ C vào ban ngày và trời còn nắng nữa. Và thời tiết như vậy thì rất là đẹp đúng không ạ? Và các bạn có thể thoải mái giặt giũ, chăn màn, chăn gối, rồi quần đến áo sắp đến Tết ấm. rồi nhờ. Đúng rồi, còn chuẩn bị cho Tết thôi. Cũng không còn bao nhiêu lâu nữa đúng không ạ? Nguyễn Đình Giang ạ, còn nắng sướng cả con người. Trời ơi. Nguyễn Sơn Tùng rất nghiện phiên bản live đôi như thế này. Cảm ơn các bạn, Cảm ơn các bạn. cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia. Mọi người có muốn thông tin thời tiết ở đâu đi nhỉ? Nếu miền Bắc thì còn nắng ấm trong khoảng 2 ngày tới thì mọi người tranh thủ tắm gội cái đầu tiên, còn giặt giũ thì sau Là đấy cái thứ hai. cái thứ hai. Và sau đấy là các cái công việc dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cho Tết là cái thứ ba. Thực ra là bởi tại sao lại chỉ có mỗi 2 ngày tới là trời nắng ấm, bởi vì rằng là cuối tuần này đầu tuần sau thì sẽ có một đợt không khí lạnh rất là mạnh nó tràn về. Thì chị có thể chia sẻ thêm về cái thông tin diễn biến cái đợt không khí lạnh lần này được không? Đợt không khí lạnh đợt này thì có thể mạnh hơn cái đợt không khí lạnh khoảng giữa tháng 12 nhé. Có thể gây rét đậm, rét hại diện rộng cả khu vực Bắc Bộ và xuống Bắc Trung Bộ, tức là Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Gây ra mưa rét nhé, và có khả năng cao là có băng giá, thậm chí là mưa tuyết ở vùng núi. Băng giá và mưa tuyết, cụ thể có những điểm nào là có thể khả năng mà nó cao nó xảy ra được? Theo như cái thông tin của mình nhận được ấy, thì thường mà thống kê theo trong những năm gần đây thì mình có thể thấy là những cái nơi mà có trên 1.500 mét, ví dụ như là Fansipan Păng của ở Lào Cai này, Phiêu Oắc Cao Bằng, Mẫu Sơn của Lạng Sơn và một số điểm nữa, thậm chí là Y Tý này ở Lào Cai này, hay là bên Sìn Hồ Lai Châu, ví dụ như vậy. Thế thì Vì 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 sao khả năng có mưa tuyết? Vì đợt này người ta dự báo đầu cái đợt ấy, thì có khả năng cao là mưa. Mưa thì đấy, có mưa và nhiệt độ thấp thì sẽ có mưa tuyết. nhưng mà thực ra đi săn băng thì băng giá và mưa tuyết thì không phải ai cũng săn được đâu nhá. Ừ, đúng, nó là cái duyên. Nó cũng là cái duyên Như nha, tên của mình dự đấy. báo là như vậy, nhưng mà thực ra không phải ai cũng có thể săn được. Nhưng mà khả năng đợt này thì cái khả năng xảy ra của nó rất là cao, thì nếu như mà các bạn có dự định đi săn băng giá hay là mưa tuyết thì các bạn cũng có thể lưu ý những cái địa điểm mà chị Duyên vừa mới chia sẻ, vì đấy là những cái điểm mà có khả năng cao có thể xảy ra các cái hiện tượng đó.
cũng có một số những cái lưu ý không nhỉ, hay là lưu ý á, lưu ý tư vấn với các bạn là thì có thể chia sẻ kinh nghiệm mình từng đi săn băng giá nhưng bị fail, từng đi field work săn băng giá nhưng mà đấy vẫn không, nó chỉ có một công. xíu băng giá thôi, hôm sau ở hôm sau mới xuất hiện, hôm sau băng giá rất là sời, rất là đẹp. Bây giờ hay là mình vào thời thông tin thời tiết khoảng 2 ngày tới cụ thể trên các vùng miền đi nhỉ? Kìa. Để các bạn tương tác nhiều hơn. Các bạn chưa thấy các bạn Đỗ Hữu Thức Cương Hà. Mọi người cứ bình tĩnh và từ từ nhá, bọn mình sẽ đi hết các vùng miền lại như tuần trước ạ, lại là một cái sự công bằng cho tất cả mọi anh em trên các vùng miền. Ai cũng được biết về thời tiết ạ. Anh em ở đâu thì cũng sẽ đến lượt hết ạ. Hôm nay thì mình sẽ có một vì lần trước thì mình sẽ comment từng tỉnh đúng không ạ, thì rất là lâu. Thế hôm nay mình sẽ đi theo khu vực nhé, vì thời tiết các khu vực cũng giống nhau. Thì các bạn nào ở khu vực nào thì cùng comment lên tỉnh của mình để cùng tương tác nhé. Bây giờ mình hôm nay mình cũng làm ngược lại đi, là mình sẽ đi ngược từ dưới lên. Mình sẽ bắt đầu với Nam Bộ trước nhá. Hôm nay mình sẽ ưu tiên anh em ở Nam Bộ trước ạ. Mình sẽ sang Nam Bộ trước này, bắt đầu từ Nam Bộ này. Các anh em Nam Bộ sẵn sàng chưa ạ? Xin chào Vũ Thùy, Mai Ngô, Vinh Nguyên, Vinh Nguyên, Lê Hương, Vinh Hoàng Nguyên, không biết Phong tên không? Hoặc có thể là Trần Vinh Xuân Nguyễn Cảnh gì đấy. Quang Hà. Rất là nhiều các bạn đang khán giả đang hỏi ở miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đổi một tí nhá. Chúng ta đi từ Nam Bộ đi ngược ly lên. Vì lúc đầu thì mình cũng đã nói thông tin miền Bắc rồi. Bây giờ là đến thông tin Nam Bộ. Sau đó thì sẽ lần lượt các tỉnh thành trở lên phía Bắc. Thì các bạn chờ ở đoạn sau nha. Sau đó thì hãy comment liên tục nhá. Không là comment trôi mất là bọn mình không đọc được nữa là sẽ lại không... Các bạn ở Nam Bộ vào comment ngay bây giờ ạ. Mình kể trước nhá, miền Đông Nam Bộ. Có thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Bà Rịa. Các bạn comment đi ạ, các bạn ở Nam Bộ đâu rồi ạ, các bạn comment đi ạ. Thanh Xuân Đỗ. Ủa, Nam Bộ nắng giáo thì báo đi. Bạn ơi, cũng nhiệt độ cũng là mức độ mà mọi người rất quan tâm, mà bao nhiêu độ cụ thể như thế nào, thậm chí là cả chỉ số tia UV nữa. Đúng vậy. Bạn Thanh Xuân Đỗ không về. Ôi Duy đây, chị Xanh và chị Duyên gọi tên em được không? Ôi Duy đây. Vâng, là Minh Duy phải không ạ? Nào, em thích chị... Nam Bộ thời tiết như nào nhỉ? Nam Bộ thì đúng là như bạn như khán giả Thanh Xuân Đỗ có vừa chia sẻ thì đúng đấy ạ, đó là ở khu vực Nam Bộ thì thời tiết chủ đạo vẫn là nắng và khô, chứ đợt này thì hình như là cũng không có dự báo về mưa trái mùa. Bởi vì là đang giữa mùa khô nên là cái trạng thái thời tiết chủ đạo vẫn sẽ là nắng khô. Tuy nhiên thì nắng như vậy ngày mai thì nhiệt độ sẽ khoảng là 33 đến 34 độ C. Đúng rồi, nhá. Buổi trưa sẽ là cái lúc mà cảm giác này nóng rõ nhất. Miền Đông Nam Bộ là khu vực nóng nhất trên cả nước. Đúng, 33 đến 34 độ C. Ngoại trừ Bà Rịa Vũng Tàu là ở khu vực gần biển thì mát hơn, còn lại thì sẽ khá nóng, 33 đến 34 độ C. Còn miền Tây Nam Bộ thì sao ạ? Miền Tây Nam Bộ thì cũng nắng nhưng mà nó có phần bớt nóng hơn một chút. Mình có thể kể tên các tỉnh để các bạn cùng comment vào không? Có các bạn khán giả ở Cần Thơ ở đây không ạ? Cần Thơ này, An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang ạ. Cứ kể đều đi. Cà Mau Tiền rồi Giang. Bạc Liêu nữa, Sóc Trăng nữa ạ. Các bạn khán giả có ở đây không ạ? Các bạn có thể comment đi để được biết cái thông tin nhiệt độ hôm nay cụ thể nhá. Mải giặt rũ đi tắm tầm này sao ơi, lượng xe vẫy hơn hẳn lần trước. Hôm nay có 150 mắt xem thôi. Thời tiết ở trên Facebook ạ. Bình Thuận hôm nay nắng nhẹ, mai không biết thế nào ạ. Chào các bạn ở trên TikTok nữa nha. Mai chị chắc giỏi địa lý lắm. Nhiều bạn chưa biết tên mình nhỉ, mình là Quách Duyên nhá. Quách Duyên. Thành phố Hồ Chí Minh sáng mai thời tiết thế nào hai em ơi, Nguyễn Văn Tưởng ạ. Ngày mai thì vẫn nắng ạ, sáng thì thời tiết khá mát, Nam Bộ đấy lợi thế. Mình có cụ thể hơn ở thành phố Hồ Chí Minh thì ngày mai nhiệt độ sẽ là từ 24 đến 34 độ nha các bạn. Có một cái điểm đáng chú ý nữa, đó là cái sự chênh lệch nhiệt độ ở khu vực này thì khá là lớn. Ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo là đêm là 24 mà ngày là 34, như vậy là cả chục độ. Đúng rồi. Từ sáng sớm ngày ra thì các bạn vẫn nên mặc thêm áo khoác. Sau đó thì đến trưa thì chúng ta lại dễ dàng có thể cởi bỏ. Chứ còn ví dụ trong trường hợp có những bạn, Xuân Anh được biết là các bạn thích mặc áo nỉ ấy, áo nỉ rất là dày ngay từ buổi sáng. Nhưng mà đến trưa thì không thực sự là sẽ rất là nóng. Cho nên là cái tư vấn dành cho các bạn đó là hãy mặc nhiều lớp áo để có thể dễ dàng cởi bỏ khi vào buổi trưa nóng hơn nhá. Hai cháu gái xinh xẻo, Minh Nhi ạ. Xin chào. Tiếp theo sang khu vực Tây Nguyên nhỉ? À miền Tây mình đã nói đâu? Chưa nói miền Tây cho chị Duyên chọn một địa điểm để chúng ta... Thôi mình nói chung đi, 25, khoảng 24-25 độ vào ban đêm. Còn ban ngày thì khoảng là... 32-33 độ C, cũng hơi nóng. Nhưng mà được cái là ở miền Tây Nam Bộ thì mình vào rồi mình thấy là cái không khí nó khá là trong lành.
nhiều gió, thoáng, gió từ thoáng. Thoáng không khí từ sông rạch từ đấy, kênh rạch này, từ vùng ven biển thì gió biển nữa, rất là mát và dễ chịu ạ. À, có bạn Vinh Nguyên thì chia sẻ Tây Nam Bộ là nhắc đến bông điên điển, hoa súng nhung mẻ cá chốt ngon. Trời ơi đói quá, đói. Lại nhớ lẩu vịt nấu chao đúng không? Lẩu vịt nấu chao, lẩu mắm rồi trong đấy còn lẩu cá keo. Ôi. Thôi thôi tạm dừng cái việc ăn uống ở đây, không thì trời ơi đói lắm. Rồi, thì hôm nay lại TikTok lại nhiều người xem hơn trên Facebook nha. Vâng ạ, cảm ơn bạn khán giả Thanh Xuân Đỗ. À, cô ạ, tôi hơn 60 tuổi vẫn thích xem thời tiết. À, vâng. Một khán giả... Vâng, chào, cảm ơn cô ạ. Trời ơi, cảm ơn cô rất là nhiều. Có cô con dâu chưa? À, sắp tới đây thì thời tiết Tết như thế nào chắc hẳn là cô rất là quan tâm. Bởi vì rằng là mình là người phụ nữ của gia đình thì sắp tới là... Thực ra là ngày trước thì Xuân Anh không có nhiều cái kinh nghiệm về việc là chuẩn bị cho Tết hay là mua sắm Tết hay là gì cả. Nhưng mà năm nay thì mình là dâu, chung là cũng là một cái nhân vật quan trọng trong gia đình rồi. Mình cũng phải gánh vác khá là nhiều những cái vấn đề. Ok, ok, ok. Mình rất hiểu và mình rất là quan tâm. Mình chưa lấy chồng nhưng mình vẫn hiểu. Vậy thì nào. Thời tiết Tết như thế nào chúng ta sẽ chờ ở đoạn cuối nha. Nào, à không, mình hơi bị rung là thực ra là do cái để điện thoại. Nó hơi... không chắc chắn lắm đúng không các bạn? Mình đã chỉnh. Mình cười hơi nhiều nó rung đấy. Thế bây giờ sang khu vực Tây Nguyên nhỉ? Ở khu vực Tây Nguyên ngày mai thời tiết như thế nào? Đố các bạn khán giả biết là Tây Nguyên thời tiết ngày mai như thế nào ạ? Có các bạn khán giả nào biết không ạ? Xin mời các bạn ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk ạ, Đắk Nông, Lâm Đồng ạ. Các bạn ở miền Tây Nguyên và Nam Bộ là... Các bạn ở Tây Nguyên là thực ra là bình thường là cũng có và comment đấy. À, thì à. Nhưng mà hôm nay sao ấy? Hay là các bạn đang bận làm gì rồi? Trần Xuân Cảnh hỏi của bên Xuân Anh là ai? Là biên tập viên Quách Duyên ạ. Xin chào Trần Xuân Cảnh ạ. Chủ nhật thời tiết Hà Nội thế nào? Đêm nay Bắc Giang. Mọi người ở miền Bắc cứ từ từ nhé. Tây Nguyên nắng đẹp đúng không chị Ngô Minh Thông? Tây Nguyên nắng đẹp đúng rồi ạ. Trời ơi, có bạn khán giả Hoa Xương Rồng này. Người tàn ác thường sống thảnh thơi. Hai chị ơi, nãy giờ nhà em ăn cơm cá kho. Biết mình đói. Trời ơi. Ôi, biết mình đói còn trêu mình. Thôi. Dễ thương quá. Bây giờ chúng mình đi vào Tây Nguyên thì các bạn không trả lời. Thì nhưng mà mình vẫn... đây, có. Ngô Minh Thông. Chị đọc rồi. À thế ạ? Ngồi cạnh mà không biết. Nguyễn Sơn Tùng hỏi Tây Nguyên đại ngàn mát mẻ. À, chia sẻ. Rồi. Hai chị Mai Thừa Thiên Huế thôi. Vào Tây Nguyên đi em ơi, không mất thời gian này. Vào đi luôn. Tây Nguyên ngày mai trời nắng từ sáng cho đến chiều, ít khả năng mưa vài nơi thôi, không đáng kể. Nói chung là thời tiết cái mùa này rất là đẹp và nhiệt độ thì là khoảng là từ bao nhiêu nhỉ? Đây. Ban ngày thì khoảng 29 đến 31 độ C nhé. Có Đắk Nông 31 độ C em này. Còn ban đêm thì rét nha. Cái Tây Nguyên là khu vực mà chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nhất. Nếu mà các bạn có đi du lịch vào cái mùa này thì cũng nên có những cái trang phục nó phù hợp. Đây này, ví dụ như là ở Kon Tum nhá, đêm là 15 nhưng mà ban ngày 30. Chênh nhau Đà Lạt có 14 độ C thôi. Đà Lạt đêm là 14, ngày thì 26, tức là chênh nhau toàn phải đến 15 độ C ấy. Là chênh nhau rất là lớn. Đêm là phải mặc áo khoác nha, 14 độ là phải mặc áo khoác dày rồi. Thế nhưng ban ngày thì lại có 26 thôi. Okay. Cái đợt Xuân Anh cũng có một cái trải nghiệm đi Đà Lạt rồi. Nhưng ban đêm đợt đấy thì mang, vì nghĩ là rét, mang toàn đồ rét thôi. Xong rồi sáng ra thì mặc áo len rồi áo khoác rồi khăn quàng len rồi mọi thứ rất là kín. Xong rồi đến trưa, tại vì đi du lịch thì sẽ đi cả một ngày rồi mới về mà. Trời ơi, đến trưa nóng không cởi được. Mồ hôi đầm đìa nha mọi người ơi. Xong rồi á, cũng kiểu make up để chụp ảnh cho xinh. Nhưng mà nó bóng nhây lên mà không làm nào được cả. Nên là các bạn chú ý nha, hãy mặc nhiều lớp áo mỏng. Vì thời tiết nó chênh lệch nhiệt độ ngày đêm như vậy. Thôi bây giờ mình sang miền Trung đi. Miền Trung các bạn cũng quan tâm thời tiết. Thế liệu đợt này thì miền Trung có bị ảnh hưởng của đợt rét không nhỉ? Chị Xuân Anh nhỉ? Miền Trung á? Ở miền Trung thì khả năng là cũng sẽ chịu ảnh hưởng của đợt rét lần này. Bởi vì rằng là đây là được đánh giá là một đợt không khí lạnh mạnh. Bởi vậy mà một số nơi ở khu vực phía Bắc của miền Trung cũng sẽ có mưa vào dịp cuối tuần này đầu tuần sau. Mình sẽ nói cụ thể nhé, là từ khu vực Thanh Hóa cho đến Phú Yên đợt này khoảng từ chủ nhật tuần này sẽ có mưa nha. Mưa sẽ lần lượt lan từ phía Bắc xuống. Sẽ lần lượt. Sẽ lan từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa trước, sau đấy là Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đấy. Sau đấy sẽ lan xuống khu vực phía Nam. Và phía Bắc trời sẽ rất là rét nha. Rất là rét.
Thì đợt miền Bắc á, hay là chị đang nói về phía Bắc của miền Trung? Bắc miền Trung. À, phía Bắc của thế miền Trung. Thế anh em miền Trung có thể comment vào để biết thêm thông tin thời tiết không ạ? Lúc nãy có nhìn thấy đây này, ví dụ bạn Ngô Minh Thông hỏi Thừa Thiên Huế ngày mai như nào này. Ngày mai trời vẫn nắng nhá. Trời nắng, ngày mai miền Trung trời nắng á. Tại Thừa Thiên Huế trời nắng. Có bạn nào khác ở miền Trung nữa không ạ? Trời nắng mà ở Thừa Thiên Huế thì dự báo mức nhiệt sẽ dao động từ thấp nhất là 20 và cao nhất là 28 độ nha. Nguyễn Sơn Tùng nhớ nhất bữa chị Xuân Anh live bão thời sự. Trời ơi. Chị lên sóng 30 lần trong 5 ngày. Như 2 ngày chứ. Sao? Em nhớ nhầm rồi, 2 ngày. Bình Định sao ạ? Bình Định thì khoảng ngày tới 3 ngày tới trời vẫn nắng ạ. Nghệ An, Giang Kim hỏi Nghệ An có lẽ là không mưa đâu nhỉ? Có. Nghệ An có mưa đấy ạ. Nghệ An sẽ mưa từ khoảng chủ nhật tuần này nha. Thanh Hóa chào hai MC. Hai bạn vui quá cho Xuân Cảnh. Thanh Nguyễn, miền Trung khi nào lạnh ạ? Miền Trung thì từ chủ nhật ạ. Miền Trung là khu vực nào cụ thể của miền Trung cơ ạ? Đỗ Hữu Thức. Quê mình Hải Phòng nha. Hải Phòng không lòng vòng, hỏi cái trả lời luôn. Lạnh không? Gia Lai thì lạnh về đêm và sáng ạ. Lần này qua Tây Nguyên rồi nhưng mà vẫn là trả lời hả chị? Nghệ An mà hôm nay nắng to. Ưu tiên một tí về các bạn Tây Nguyên rất là ít khi. Bây giờ có bạn Đồng Nai và comment thời tiết Bình Thuận thế nào hai bạn ơi? Bình Thuận thì sẽ nắng trong khoảng Bình Thuận thì đợt này đẹp, thời tiết vẫn đẹp. Thời tiết vẫn đẹp nhá. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là 29 độ. Đúng ở rồi. Bình Thuận nhá. 2-3 ngày tới từ giờ đến cuối tuần là thời tiết Bình Thuận vẫn đẹp ạ. Còn là các bạn ở Quảng Bình, Quảng Trị đâu nhỉ? Chưa thấy ạ. Giang Kim này, Nghệ An mưa mà đang làm đường dở. Nguy hay. Thực ra là cuối năm thì rất là nhiều người tranh thủ để kiểu sửa sang nhà cửa, xong rồi cửa, kể cả đường xá các thứ cũng hay tu sửa ấy. Nhưng mà đúng thực sự là mưa thì nó sẽ rất là bẩn, lầy lội và kiểu mọi người đi lại nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn nên thực sự là không mong muốn. Mọi người rất là ngại. Không có bạn nào khán giả Đà Nẵng, toàn các bạn khán giả miền Bắc, các bạn miền Bắc đợi một chút nhá. Các bạn miền Bắc ơi, chúng ta ưu tiên các bạn miền Trung trong lúc này một tí xíu nha. Mình đọc ở dưới này xem có bạn ở TikTok là có bạn ở miền Trung không nhỉ? Đà Nẵng này, Quảng Nam, Quảng Ngãi ạ. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thì sao ạ? Hay có ai ở Ninh Thuận không ạ? Bình thường là các bạn ở khán giả ở khu vực Trung Bộ là cũng hỏi khá là nhiều đấy. Đây này, bạn Văn Toàn có hỏi ở Quảng Trị này. Em Quảng Trị, Văn Toàn ạ. Ở Quảng Trị thì dự báo là ngày mai, hai ngày tới vẫn sẽ là nắng. Có nắng về trưa và chiều. Ban đêm thì có thể hơi lạnh một tí thôi. Nhưng mà từ chủ nhật bắt đầu trời rét nhá. Trời rét có thể về đêm. Đêm chủ nhật bắt đầu là rét rồi bạn ạ. Quảng Trị thì sẽ không khí lạnh sẽ tác động sau nhỉ. Nhiệt độ ngày mai, ngay ngày mai ở Quảng Trị thì cao nhất trong ngày là 28 độ. Còn về đêm là 19 độ nha. Hà Tĩnh kìa, Đỗ B1 đổi tên. Hà Na hỏi Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh thì dự báo là ngày mai mức nhiệt sẽ dao động là từ 20 cho đến 27 độ nhá. Dương Tiến Hạnh hỏi Thanh Hóa. Thanh Hóa. Anh em 36 ạ. Các bạn không comment thì sẽ mất lượt. Sẽ quay vào ôm mất lượt đấy ạ. Đây là chúng mình là sẽ đi từng vùng miền qua rồi khả năng sẽ không quay lại nữa nha. Ở Thanh Hóa thì dự báo ngày mai nhiệt độ cao nhất là 26 độ và về tối và đêm thì sẽ là 20. Và với cái mức nhiệt như vậy lại còn nắng đẹp nữa thì nói chung là thời tiết ngày mai vẫn rất là thuận lợi cho mọi người. Khi mà mọi người có thể ra ngoài mua sắm hoặc là... Lại giặt giũ tắm rửa. Nhắc các bạn là giặt giũ tắm rửa nha. Vì thực sự là cuối tuần này đầu tuần sau sẽ là một đợt không khí lạnh mạnh. Cho nên rằng là sẽ khó giặt giũ tắm rửa hơn đó. Thực ra là với bạn nào mà... chăm tắm à? Thì vẫn sẽ ngày nào cũng vẫn sẽ tắm mà thôi. Mà không nên tắm khuya chưa? Từ hôm chủ nhật là không nên tắm khuya. Thì hôm đấy rất là rét. Đợt đấy rét hại đấy. Hà Nội có thể rét hại nha. Nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 9 độ C thôi. Như vậy là không quá 11 độ C. Nhưng mà nếu mà rét nhất 9, là từ 24 đến 27. 9 độ là về đêm thôi đúng không ạ? Còn ban ngày không, thì ban ngày cũng rất rét nha. Nếu như mà 9 độ thì là các bạn học sinh là sẽ được nghỉ đấy. Được nghỉ. Cho nên là các bạn sẽ rất là theo dõi luôn. Các bạn hãy đúng rồi, nếu mà muốn biết thông tin về việc nhiệt độ của cái ngày hôm đấy là liệu là chúng mình có được nghỉ học hay không ấy thì chúng mình sẽ phải xem theo dõi vào cái bản tin là bản tin chào buổi sáng. Chào buổi sáng khoảng lúc 6 giờ nhá, bên mình sẽ cập nhật thông tin thời tiết lúc 6 giờ sáng. Nhiệt độ. Từ nhiệt ngày độ. Chắc khả năng cao là từ thứ hai tuần sau hoặc là chủ nhật tuần này nhá. Là sẽ có. Và bọn mình cũng sẽ up thông tin lên fanpage của mình nhá. Các bạn thường xuyên theo dõi trên fanpage nha. Nào, thế bây giờ thôi, đếm Trung đi. Bộ thế thôi ha. Đếm ngược đi. Bây giờ 3 2 1 đây Quảng Bình.
Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn, Quảng Bình. Quảng Bình dự báo là ngày mai thời tiết đẹp. Hai ngày tới đều như vậy, 20 đến 26 độ C ạ. Thế bây giờ mình sang miền Bắc nhỉ? Thôi đếm ngược đi, đếm ngược hay miền Trung có ai comment nữa? 321 để xem là có các bạn miền Trung nào comment nữa không nha. Đếm từ 10 đi. À 10 ạ. Ừ vâng. 10 ạ. Ok. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang miền Bắc nha. Xin chào các bạn khán giả của miền Bắc, chúng mình quay trở lại rồi đây. Ok. Ninh Bình 2 ngày tới thế nào? Ninh Bình 2 ngày tới trời nắng ạ. Ninh Bình 2 ngày tới trời nắng. Thái Nguyên hai bạn đẹp. Thái Nguyên cũng nắng. Thái Nguyên 2 ngày tới nắng như hai chúng mình luôn. Xinh luôn, nắng bừng luôn. Hưng Trần Văn, Hà Nội chủ nhật có mưa to không? Bắc Giang, Bắc Ninh chủ nhật thì sẽ có mưa nhưng mà mưa cục bộ ở vùng núi là to nha. Còn Hà Nội thì khả năng không mưa to nhưng mà trời sẽ có gió, rất gió. Nhưng mà ngay chủ nhật thì Hà Nội trời bắt đầu là cảm nhận được cái rét nhưng mà chưa rét quá. Khả năng là phải sang đến đầu tuần sau thì bắt đầu mới rõ hơn. Và nhiệt độ ban ngày thì có thể là dưới 15 độ. Chủ nhật á? Không, chủ nhật là khoảng 19. Còn đến ngày thứ hai là khoảng 15, thứ ba là khoảng 12. Đấy là mức nhiệt cao nhất trong ngày đấy nha các bạn nha. Các bạn đấy là có thể là sẽ là như vậy. Miền Bắc đi ạ, miền Bắc rất nhiều tỉnh thành ạ. Hải Phòng, anh em Hải Phòng luôn rồi ạ. Anh em Hải Phòng kìa. Trời ơi. Thanh Hóa 2 ngày tới qua rồi. Tuệ Anh hỏi Lạng Sơn này. Qua rồi. Lạng Sơn đúng không? À Lạng Sơn, Lạng Sơn là nơi đầu tiên đón không khí lạnh của đợt này nha. Sẽ là những các bạn khán giả Lạng Sơn sẽ là những người đầu tiên cảm nhận được cái rét. Cảm nhận rõ đợt này. Và Mẫu Sơn khả năng cao là có băng giá, thậm chí là mưa tuyết. Ở Mẫu Sơn bây giờ là đang có cũng bắt đầu kiểu họ cũng chú tâm vào cái phát triển du lịch băng giá nhiều hơn. À, họ họ có những cái ở trên đỉnh Mẫu Sơn em thấy là họ có những cái chỗ nghỉ ấy, chòi nghỉ chiếu nghỉ đấy. Đẹp lắm. Mà nếu như mà là có nó rơi. Hơi biến động nha. Nào, đọc đốt nào. Bắc Giang, Bắc Cạn, Hải Dương ạ. Nguyễn Quang Tiến à, Khánh Thi. Hải Hòa Bình thì sao? 1.600 này. Có một cái bất ngờ đó là các bạn khán giả ở trên TikTok là lúc nãy thì mới có vài chục, thậm chí 1-2 người mà bây giờ lên 260 nha. Rất nhanh. Còn các bạn khán giả ở trên Facebook thì bỏ lỡ chúng mình rồi. Sao? Trời Mai ơi. Cao Bằng có nắng không ạ? À? Mai Cao Bằng có nắng ạ. À? Bắc Giang đêm tuần sau mưa nhiều không ạ? À? Đến tuần sau hay sao nhỉ? Em làm đêm ngoài trời. Đêm vào buổi đêm. Mưa sẽ có thể xảy ra trong khoảng đầu tuần. 2-3 ngày đầu tuần. Còn sau đó thì chỉ rét thôi, không mưa nữa. Cũng rất là khổ thân với các bạn để làm việc ngoài trời. Buổi đêm thì rét lắm. Bạn nhớ mặc ấm nhá. Không biết bạn tên gì qua rồi. Thôi vậy. Hai bên tập viên xinh như thế này, ít người xem thế. Thế vậy bạn chia sẻ video livestream đi để nhiều người vào tương tác hơn được không? Nhiều người tương tác hơn được không nhỉ? Trường 1 lít có hỏi là Tết lạnh hay không? À, bạn ơi, Tết lạnh hay không? Chúng ta còn chờ đến đoạn cuối của livestream ngày hôm nay nha. Kẹo nữa là sẽ có ạ. Bắc Giang, Mai Cao Bằng, hết rồi đúng không? Đang bình luận với Ninh Bình đi bên tập ơi. Ninh Bình em 2 ngày tới trời nắng. Còn chủ nhật thì rét ạ. Dương Thị Hằng, cảm ơn hai bạn. Chắc là đã được trả lời. Chắc là bạn đã được trả lời một câu hỏi nào đó. Ninh Bình đi. Đức C ạ? À? Đức E. Thôi, Trần Ái Linh, chủ nhật em đi cỗ Bắc Ninh rét đậm không ạ? À? Chủ nhật thì chưa rét đậm nhưng mà trời rét và gió nhá. Nếu mà bạn Ninh đi ăn cỗ vậy thì... nha. À đúng rồi, đi ăn cỗ nên hạn chế uống rượu. Đúng rồi, các bạn ơi. Người ta cứ nghĩ rằng là uống rượu để ấm người ấy, nhưng mà không phải đâu. Chúng ta sẽ dễ bị trúng gió và sẽ rất là nguy hiểm. Nhà tốt nhất là chúng ta Hà Nội thứ hai tới đây mặc ấm thôi. Có lạnh không ạ? Rất rét nha. Thứ hai là hai mấy nhỉ? Thứ hai là ngày 22. Rét nhất của đợt này là từ 24 đến 27. Ngày 24 đến ngày 27. Dương Phan Hương Liên, mình hy vọng ngày nào cũng được xem hai bạn livestream. Khó. Phải nhường cơ hội cho cả các bạn trẻ nữa chứ đúng không ạ? Nhiều bạn khán giả nhiều lắm. Cũng thích các bạn là MC khác, vừa trẻ vừa xinh. Thật. Chúng mình là lứa gọi là đó. Nghệ An 3 ngày tới thời tiết như thế nào hai chị biên tập viên? Ôi muộn rồi. Phạm Phú Lộc, Nghệ An đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Trời ơi. Tiếc quá. Nghệ An thì 2 ngày tới trời nắng. Từ chủ nhật thì mưa nhưng vẫn comment thích chị Xuân Anh like mãi. Ai? Mời chị Xuân Anh lên sóng. Ai? Xin chào Yên Vũ. Like mãi là like đến bao giờ? Trời ơi, người ta like có thời, có gian, có hạn, có mức thôi. Like mãi làm sao được.
Ủa, trên TikTok hơn 300 người nè. Thế Ngày hai ngày bên mai Hà Phúc Nội có Thành thì nắng sao? không? Còn comment mới không? Ngày mai Hà Nội à, chị Dương Phan Hương Liên có nắng không phải giặt quần áo? Có bao nhiêu chị mang ra Ngày giặt đi mai nắng đẹp nha, đồ len, đồ len này, áo khoác là chúng ta mang ra chúng ta giặt luôn mới kịp, bởi vì là chủ nhật trở đi là trời là rét đấy, mà rét là lúc đấy mà chưa kịp giặt chưa kịp khô là chúng ta không có cái để mặc đâu. Bây giờ mấy giờ nhỉ, Xuân Anh nhỉ? Nguyễn Loan live đến bao giờ thì live. Nguyễn Dương, chị ơi Hà Nội đợt rét tuần sau có kéo dài hay không? Rét khoảng chục ngày đấy, đợt này rét chục ngày. Tính từ đầu tuần hay tính từ cuối tuần này? Không khí lạnh về có mưa không át, bạn ở đâu nhỉ? Không khí lạnh về thì miền Bắc có mưa nha, và Bắc miền Trung cũng có mưa nha. Ôi dồi, Trần Xuân Cảnh, hai bạn như cặp trời sinh. Xin đôi. Sinh đôi. Quảng Ninh ngày 21 sao hai chị đẹp? 21 là chết rồi. Mình... 21 là ngày chủ nhật. Chủ nhật là ngày có mưa nha bạn ơi. Chủ nhật là hôm đấy là không khí lạnh về cho nên rằng là trời sẽ có mưa. Trời ơi, tin sốc ở TikTok đã gần 500 bạn khán giả vào đang xem Có live. gần 2.900 tim rồi mà Facebook Facebook làm sao nhỉ? Hay do thuật toán nhỉ? Mình cũng không rõ là lý do là vì sao nhưng Mai mà mai mưa không chị, các bạn ơi comment thì cho mình địa chỉ chứ. Thứ ba tuần sau Quảng Ninh thế nào? Quảng Ninh trời rét ạ. Quảng Ninh trời rét, thứ ba khả năng vẫn mưa và rét nhá. Hôm đấy bắt đầu rét đậm rồi ạ. đây ở ở đây có bạn Tôm hỏi Hà Nội Tết thì liệu có mưa hay không, nhưng các bạn ơi thời tiết Tết thì chúng ta đây Quang Quyết ở này rất nhiều bạn comment về Tết này. Tết thì chúng ta sẽ chờ Đẹp đến không nhỉ? một 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 xíu nữa nhá, ở cuối bản tin livestream hôm nay thì chúng mình sẽ chia sẻ về thông tin dự báo thời tiết Tết. Xin chào ong vàng. Đã biết những ngày thời tiết cận Tết chưa hai chị? Tết thì biết nhưng cận Tết thì chưa. Đây ở cận cận Tết thì ông rồi. Vì bọn chị mới hỏi các chuyên gia về dự báo thời tiết là về Tết thôi, thì mọi người rất là quan tâm đến Tết. Thì bật mí luôn nhỉ? Bật mí luôn chưa? Các Đố biết bạn vẫn đang là hỏi. khán giả miền Bắc thời tiết Tết này có mặc được áo dài không? Thực ra nếu như mà là Xuân Anh thì dù có rét hay không thì vẫn mặc áo dài nha. À. Ra với các Vẫn chị mặc. em, với các chị em ở miền Bắc thì Tết lần này vẫn mặc được áo dài, mình khoác thêm áo khoác ở ngoài vào, không quá rét đâu. Thời tiết như cái tuần vừa rồi ấy, tức là vẫn vừa có mưa vào buổi đêm và sáng, còn ban ngày thì trời nắng nha. Hơn 600 bạn khán giả vào tương tác ở trên TikTok rồi ạ. 4,6k Nhưng mà tự like dưng bây giờ nó đang 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 tăng một cách khủng khiếp ở trên TikTok, tăng rất nhanh và Lạng đang ở Sơn trên mai phần kia có live mưa thịnh không hành em? luôn. Chị ơi, thứ bảy chủ nhật tuần này ngày mai có mưa. Với cái lượng như Nguyễn này thì Loan chia không sẻ biết là có mặc bán áo được dài hàng thì lạnh lắm này. không. Bán gì, bán thời tiết. Nào, thế các khán giả có muốn mua gì, mua thời tiết ở đâu nhỉ? Thế mọi người comment đi, Hải Phòng đi hai em, Hải Phòng à đúng rồi, Hải Phòng yêu thương đi nhỉ, Hải Phòng quê hương phải yêu thương chứ. Hai ngày tới thì Hải Phòng trời nắng ạ, Đỗ Thế Huy ạ. Hai ngày tới trời nắng. Và nhiệt độ ngày mai ở Hải Phòng cao Bao nhất nhiêu là là 26 26 độ độ. C. Buổi đêm thì 20 Chị đẹp độ. bên cạnh tên là gì ạ? Đây là biên tập viên Quách Quách, Duyên. biên tập viên Quách Duyên ạ. Và đây là biên tập viên Xuân Anh. Xin chào các bạn. Nói chung rằng là chúng mình chắc cũng được hưởng sái cái chương trình Chị đẹp nhỉ? Tự dưng bây giờ mọi người cứ vào mọi người gọi mình là chị đẹp. Nhưng mà mình chưa đạp sóng dễ Mình chưa đạp đạp, được sóng, rẽ được đạp. gió. Trời ơi mọi người ơi, Hai nhảy ba xong Hà nó Giang nghịu đi ạ. luôn. Hai ba Khéo Sữa, hai ba Hà Giang. Mùa này mình đi Hà Giang đẹp nha. Hà Giang, Cường Hai ngày Nguyễn ở trên tới. TikTok, bạn Cường Nguyễn hỏi Hà Giang Hà này, Giang à? rất nhiều bạn khán giả hỏi Hà Giang rồi, các bạn ở Phú Thọ này như thế nào này. Ui, Trần Dung bạn Kon Tum luôn. Được rồi, nói chung Được là chúng mình rồi. sẽ Thế là quan Hà tâm Giang nhiều chưa hơn đến đi? các bạn Hà khán Giang thì giả. 2 ngày Hà tới trời Giang. cũng nắng. Có nắng như nhiệt độ khoảng bao nhiêu, Xuân Anh? Hà Giang 2 ngày tới thì trời có nắng và với mức nhiệt cao nhất dự báo sẽ là 24 24 độ độ C vào C, ban ngày. còn về đêm là 17 độ C 17. nha. Trời Trời ơi, ơi. livestream ở trên Facebook Facebook là sao mà máy nó sao cứ bị nha. sập nha. Nó sao Trời ơi. Thôi, ôi cẩn thận mọi người ơi. Trời ơi, suýt thì tắt luôn cả máy. Sóng Bấm vào gió đâu? nhá. Bấm vào đâu? Đây đúng không? Ôi trời. Sập cả TikTok này. Rồi. Cố lên. Quần áo Xin rét. chào. Đà Lạt 3 ngày tới như thế nào để mình đặt vé máy bay đi ngắm hoa ban? Úi giời ơi. Đà Lạt á, Đà Lạt có hoa ban ạ. Hoa ban à? Có. Có Mai Anh Đào ở Sapa nữa. 3 ngày tới trời nắng, mời chị cứ đặt vé máy bay ạ, à, chị Hương Liên ạ. Nhớ xin nghỉ phép, có chữ ký của sếp nha chị. Thực ra ấy, mình không muốn xin nghỉ phép bởi vì là nghỉ phép một ngày đã có một tấn Bắc Giang 3 ngày tới thế nào chị ơi? Bắc Giang 2 ngày tới trời nắng, còn ngày thứ chủ nhật thì từ chủ nhật là mưa rét ạ. Hải Dương thời tiết mấy ngày tới ra sao?
Hải Dương trong những ngày sắp tới thì ít nhất là trong 2 ngày tới thì trời sẽ nắng đẹp, còn sau đó thì từ chủ nhật thì trời sẽ mưa. Phú Thọ, Phú Thọ đây chị ơi. Phú Thọ Trần Tùng này đấy, Phú Thọ cũng nhiều bạn comment này. Phú Thọ thì 2 ngày tới trời nắng, chủ nhật cũng mưa rét nha. Sang tuần sau thì cũng rét đậm rét hại ạ. Nhiệt độ ngày mai cao nhất ở Phú Thọ sẽ là 25 độ nha. Trời nắng ấm áp, rất là dễ chịu. Đố thì TT TikTok dám đánh sập like của VTV. Thôi. Comment khác ạ. Yên Bái thứ 7 có mưa không ạ? Yên Bái thứ 7 không ạ. Khó chăng ngày mưa về đêm và sáng thôi ạ. Quảng Ninh chủ nhật thế nào ạ? Quảng Ninh chủ nhật mưa rét nhé. Lớp lo shell này. Ninh Bình 22 chị ơi, Ninh Bình hỏi ngày nào nhỉ? À Thái Bình 2 ngày tới. Mày lại bây giờ anh Xuân cười gì đấy, sao lại đứng hình thế? Đang cười tại vì có bạn Phạm Hùng đang hỏi có nên ủ quần áo Tết à Z để bán trong dịp Tết hay không. Thôi bây giờ chúng mình chia sẻ về thời tiết vào dịp Tết đi. Này, chị mà cho biết các bạn. Chị cũng giàu lâu rồi. Thật chứ nếu mà bọn mình mà biết thì bọn mình cũng ôm hàng để bọn mình bán rồi. Nó không phụ thuộc vào thời tiết, nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa. Hàng của bạn có đẹp hay không nữa này. Khán giả, gu khán giả nó có hợp cái gu đó không nữa này. Xong mà liệu bạn hàng của bạn đẹp thật nhưng có tiếp cận được đến với cả người mua hay không nữa cơ. Tổ tiên có độ thứ không biết rồi. Tổ nghề mà không độ thì cũng khó lắm. Khoảng vùng 3 Tết. Dự báo thế thì khó quá. Ở đây thì rất nhiều comment. Ui giời. Tôi xem thời tiết chủ yếu để ngắm em Xuân Anh thôi. Các bạn ơi nhưng mà ấy, chúng mình còn phải biết thông tin thời tiết nữa mà đây mới là nhân vật uy tín để chia sẻ với các bạn này. Thế chưa nhỉ? Thái Nguyên, Hà Nội, mai bao nhiêu độ? Hà Nội ngày mai 25 độ là cao nhất ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cần phải đến thời Campuchia, ngày mai có mưa không chị? Campuchia là bạn nào nhỉ? Trung. Campuchia mưa không? Campuchia ở đâu Campuchia bạn ơi? Có khán giả Vũ Dũng ngắm em Duyên đây này. Đây, ok. Hình như okay. Là sao Vũ Dũng ở VTV nữa đây. Yêu VTV quá. Hay là người VTV? Không phải đâu. Em không tìm ra kênh riêng của chị Quách Chuyện. Đố em tìm được nha. Đố đó, có đó, có. Chị xác nhận là có. Nhưng mình tìm đi, tìm thử xem. Các bạn hãy theo dõi thứ năm hàng tuần chẳng hạn thì có Quách Chuyện nha. Đẹp nhưng mà nóng thì khách họ cũng lắc đầu chị ơi, chị yêu. Em vừa xem live vừa xem bản tin thời tiết 15:45 do biên tập viên Lan Chi dẫn. Đấy. Một khán giả rất là fan thân cứng đấy của thời tiết đấy. Chắc hẳn là bạn ấy sẽ biết nắm rất là chắc thông tin thời tiết. Gần Tết Thanh Hóa có nắng không? Gần Tết thì Thanh Hóa. Khó thế. Lúc nãy vừa mới chia sẻ rồi bạn ơi, Tết thì còn dự được chứ gần Tết thì bây giờ chưa có thông tin. 17 Thái Bình 2 ngày tới ý ạ. Các bạn là TikTok thì sau khi về xem live stream xem nhớ follow kênh của bọn mình nha, bọn mình sẽ ra nhiều bản dự báo mới trên kênh và cả những cái clip hậu trường rất là thú vị nữa. Đúng rồi. Cả những bên cạnh đó thì úi dồi ôi, bạn Xuân Anh xinh quá nhưng lại xin Facebook của bạn Mỹ của bạn Cách Duyên. Đau, tim đau. Đau, không thấy thôi, mắt thấy rồi tim đau lắm nha. Lúc ấy chị cũng bị đau mấy lần đấy. Hoa Dương Rồng hỏi là chị Cách Duyên là để riêng tư hay sao các bạn không follow hoặc là không ấy được tìm được chị. Thôi. Idol Xuân Anh. Các bạn cứ follow trên này được rồi. Follow dự báo thời tiết của VTV được ạ. Không tìm, là... tìm trang cá nhân follow cũng được mà. Hai chị cho em hỏi. Hộp cái dài quá không kịp đọc. Thôi bây cái giờ chúng quá. Mình đi vào dự báo thời tiết Tết. Trời ơi, loanh quanh nãy giờ. Quên. Miền Bắc. Mời chị Xuân Anh ạ. Hả? Chị có thể thông tin thời tiết Tết. Không. Không, cái này để cho chị Quách Duyên đi các bạn ạ. Độ tín nó cao hơn. Thì đấy, cũng chia sẻ với các bạn rồi là miền Bắc của mình thì vùng đồng bằng thì thoải mái mặc áo dài, vùng đồng bằng ven biển thì thoải mái mặc áo dài. Nhưng mà có rét không ạ? Có, cũng rét về đêm và sáng. Miền Bắc nha các bạn, đang nói ở miền Bắc ấy. 17 đến 19 độ C vùng đồng bằng ven biển nhá. Vùng đồng bằng ven biển thì gồm những tỉnh thành nào chị Xuân Anh nhỉ? Chị có thể kể tên giúp khán giả mà không nhìn vào giấy được không? Nghe khó nhờ, có Ninh Bình này, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định. Em kể đúng rồi mà. Rồi Hà Nội, gì nữa? Hải Dương, Hưng Yên ạ. Rồi, Nam Định. Thế có rét không ạ? Đấy, thế còn vùng núi thì rét hơn. Buổi đêm chỉ khoảng 14-17 độ C thôi. Bạn Yên Vũ xem live dự báo 5 năm nay rồi. Và mong 5 năm nữa hoặc hơn thì vẫn có chị Xuân Anh. Trời ơi. Các bạn ơi, thực sự mà nói thì người ta hay nhắc đến là cô gái thời tiết ý. Chứ còn quý bà thời tiết thì có vẻ chưa, nhưng Xuân Anh thôi được rồi. Vì niềm tin đấy ạ, vì niềm tin yêu của các bạn dành cho mình thì mình sẽ trở thành quý bà thời tiết.
và ở đây với các bạn. Nguyễn Quyền, 5 tỉnh thành ven biển. Rồi có bạn kể tên kìa. Bạn Nguyễn Sơn Tùng Văn Cứng kể rất siêu luôn. Tết có ấm không cô? Cô Quỳnh Hương. Quỳnh Hương, Tết có ấm không cô? Không, thực ra là các bạn khán giả trên TikTok thì các bạn rất là trẻ. Ừ, đúng rồi. Nên là có thể rằng là các bạn gọi mình bằng cô. Ừ. Nhưng mà thực ra nếu mà ra đời á thì chúng ta thấy dù thế nào vừa thôi, gọi chị được rồi. Tại hôm nay là gọi cô là dỗi đấy. Tại hôm nay style cũng quý cô đi. Căn cô dỗi. Ừ. Em mà căn cô dỗi. Mai mưa không để nhà anh sao ấy? Ninh Bình đêm nay và mai thế nào? Đêm nay thì tạnh giáo, ngày mai thì trưa chiều có nắng ấm ạ. Ninh Bình ấy ạ. Yêu hai chị thời tiết, hai chị cũng yêu sĩ phạm. Mình còn chưa kịp đọc comment nhưng mà thấy dơ là mình dơ theo thôi. Phú Thọ bao giờ? Nắng đến bao giờ ạ? Phú Thọ nắng 2 ngày tới. Lê Ngọc Trinh. Ôi dồi ôi, Miss Grand Hà Nội. Miss Grand. Lâm Đồng sao chị kìa? Trời ơi, các bạn khán giả hỏi Lâm Đồng nha. Lâm Đồng. Trương Công Nguyên. Lâm Đồng thì hay. Ưu tiên các bạn khán giả Tây Nguyên một chút xíu bởi vì là các bạn ấy cũng ít khi vào tương tác lắm. Lâm Đồng thì 3-4 ngày tới nắng đẹp thì ban đêm thì rét thôi. Như bạn ở chỗ nào của Lâm Đồng nhỉ? Lâm Đồng thì ví dụ ở phía dưới thành phố thì nó sẽ ban ngày thì nhiệt độ sẽ cao hơn. Ví dụ như nếu như bạn ở Đà Lạt thì 29 độ C cơ, còn Đà Lạt thì 26 độ C thôi, khác nhau lắm ạ. Hôm nay mình dỗi các bạn ở trên Facebook nhá. Mình rất ít tương tác luôn, chán thật. Mà rất nhiều các bạn trên TikTok. Nói chung là rất là phân minh đúng không ạ? Sang có yêu có ghét là nói rõ ràng. Men cậu sang tuần miền Bắc lạnh đúng không cô? Ui trời ơi. Miền Bắc rét nha, rét đậm rét hại diện rộng nha, không chỉ lạnh đâu ạ. Ôi các bạn ơi, trên TikTok 1000 mắt xem rồi. 1000 mắt xem. Trời ơi, chào các bạn và cảm ơn tình cảm mà các bạn dành cho bọn mình. Các bạn ơi, lúc nãy ở trên nếu TikTok yêu thích thì hãy bỏ hai cô vào giỏ hàng nhá. Lúc đầu mới chỉ có 1 người xem mà bây giờ lên đến 1000 mốt rồi. Trời ơi. Thôi rồi. Xúc động đậy. Mọi người còn hỏi gì nữa không nhỉ? Không nhỉ thì mình xin phép rồi dừng livestream nhỉ? Không, thế chị dừng thì em livestream tiếp với các bạn. Chị thấy em livestream tiếp. Trời ơi. Thùy Linh ạ, live TikTok là chính, Facebook là bộ phụ hả hai bạn? Ơ không nha, lúc không đầu nha. Là bọn mình hoàn toàn dành thông tin cho các đúng, bạn trên Facebook rất là nhiều. Nhưng các bạn không tương tác mấy và bị lặp comment nhiều. Với lại bây giờ các bạn trên TikTok bắt đầu mới vào nhiều này thì bắt đầu lại phải dành thông tin rồi. Mà rất là yêu quý luôn, tại vì là lượng 5 năm nay trời ơi chúng mình yêu quý các bạn khán giả trên Facebook, còn hôm nay mới là ngày đầu tiên live trên TikTok thôi. Các vậy. Bạn ơi đừng nói thế, tội nghiệp chúng mình. Đúng vậy. Hoàng Nguyên Hạnh, thời tiết miền Trung thế nào? À Tết của miền Trung, lúc nãy mình mới nói miền Bắc. Ừ, Tết miền Trung. Bắc miền Trung thì cũng khu vực mà Thanh Hóa này, Nghệ An này, Hà Tĩnh này thì thời tiết cũng khá là giống với miền Bắc của mình. Nói chung là cũng rét rét thôi nhưng không phải rét quá. Không phải như từ tuần tới nhá. Như tuần vừa rồi ý. Thế còn miền Nam? Ở đấy, búc gì nhanh quá. miền Nam thì thời tiết Tết như thế nào? Miền Nam thì thời tiết nắng. Miền Nam vẫn nắng. Thường nắng nhưng không biết có nắng nóng thì chưa có thông tin dự báo cụ thể. Quan trọng là có nắng nóng hay không, vì là mai nếu mà nắng nóng quá thì chưa, đợt này em thấy là kiểu nắng nóng xảy ra cục bộ chứ nó không không bị kiểu là trên diện rộng hay là nắng nóng, thì thực ra là mới có những điểm 35 độ C chứ nó không lên đến tận 36-37 gì nhiều. Đúng vậy. Chắc là nó sẽ không quá. Thực ra mình chưa quen like trên TikTok nha. Hình như có nhiều bạn thả tim ấy. Nếu yêu thích thì có 18.000 thể... tim. Nếu yêu thích thì có thể thả bọn mình vào giỏ hàng. Phạm Hùng, hai chị mua thông tin thời tiết Tết ngày cận Tết đi rồi bán cho em. Bán kiểu gì nhỉ? Nhưng bán lúc nào có nào. Hãy theo dõi các bản tin livestream để có thể nắm được thông tin nhé. Bất cứ khi nào mà có thì là chắc chắn là sẽ có gửi đến các bạn cho các bản tin livestream ngay. Cho nên các bạn hãy theo dõi trên fanpage Dự báo Thời tiết VTV nhiều. Đúng nha rồi, cả các bạn khán giả ở trên TikTok nữa, các bạn cũng có thể theo dõi thông tin dự báo thường xuyên ở trên fanpage Dự báo Thời tiết VTV của chúng mình nhá. Còn ở trên kênh TikTok này thì chúng mình cũng sẽ có rất là nhiều những cái clip hậu trường rất là thú vị. Còn các bạn khán giả trên Facebook thì hãy theo dõi kênh TikTok của chúng mình nhá. Sẽ có rất là nhiều những cái clip hậu trường thú vị. Các bạn có thể like cả hai ạ. Mỗi nơi là có một cái hai riêng. Và follow cả hai, Xuân Hải đã tham gia. Thôi. Mấy giờ rồi nhỉ? Mình xin phép dừng livestream rồi chưa? Chắc là được rồi đấy ạ. Thực ra là các cái thông tin thì chúng mình cũng đã chia sẻ khá là đầy đủ rồi. Và hy vọng rằng là với những cái thông tin đó thì các bạn sẽ có thể có những cái lịch trình thật là suôn sẻ và thuận lợi. Ủa ở trên TikTok này ông nào lấy hai chị này thì không cần phải xem thời tiết. Mình nhầm nha.
Cũng có lúc dự báo không được đúng lắm. Mới lại cũng không phải ngày nào chúng mình cũng đi làm, chúng mình cũng không phải ngày nào chúng mình nắm chắc được. Đây cũng chia sẻ thật là như thế. Cũng đã từng dự báo sai cho người thương. Có từng từng thôi, không phải lúc nào cũng thế ạ. Ok, vậy thì bây giờ tuy là cũng không muốn nhưng mà có lẽ là... Trả lời nốt bạn chủ nhật có mưa không? Mình ở Hà Nam. Lê Tươi, thế trả lời đi. Chủ nhật có mưa đấy bạn Lê Tươi nhá. Có tên ra thật sự nên không thể chính xác được. Đúng rồi bạn ơi, thời tiết thì cũng khó đoán, mình chỉ là dự là chính thôi. Còn nếu mà dự báo là chính xác 100% thì mình là thông báo rồi. Hai, bây giờ là cũng đã đến giờ. Ủa 8 giờ rồi các bạn ơi. Giờ này thì các bạn có thể là đã no nê rồi, nhưng mà chúng mình thì đói rồi nha. Thực sự là đói rồi. Đói rồi thì sẽ không được tỉnh táo nữa. Nên là có lẽ rằng là chúng mình sẽ dừng bản tin livestream ở đây nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin livestream thứ 5 hàng tuần với cặp đôi chúng mình. Còn nếu mọi người muốn xem thời tiết của với các bạn MC khác thì hàng ngày hãy đón xem vào khung giờ này nhá, 7 giờ ạ. Chúng mình sẽ cố định vào thứ 5 hàng tuần. Cho nên rằng là thứ 5 nha. Thì xinh đẹp vào livestream cho các bạn và xinh dai và đẹp gái. Đúng rồi, và những cái thông tin thì chúng mình sẽ thường xuyên cập nhật, thường xuyên update hàng ngày ở trên các kênh. Và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin lần sau. Bye bye. Xin chào. Cảm ơn các bạn TikTok rất là nhiều, cảm ơn các bạn Facebook rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.